Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều 27 tháng 11 ghi nhận đã có thêm 8 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay tại Khánh Hòa, Sài Gòn và Nam Định. Các ca nhiễm mới đã nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên con số là 1.339 người. Trong đó có 1.170 người đã hồi phục, 35 người đã tử vong, số còn lại hiện đang được điều trị. Được biết vừa qua tại tỉnh Thái Bình đã xuất hiện một ca tái dương tính với virus corona. Bệnh nhân được xác định là nam giới 33 tuổi. Trước đó, ngày 17 tháng 10, bệnh nhân nói trên từ Nga đã nhập cảnh tại phi trường Vân Đồn ở Quảng Ninh với kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngay sau đó, người này đã được cách ly tập trung. Sau thời gian cách ly và có kết quả âm tính vào ngày 11 tháng 11, người này lại có kết quả dương tính trở lại vào ngày 26 tây tháng 11. Kính thưa quý vị, tại Đồng Tháp, một bé gái còn thở nhưng đã được đưa vào nhà hỏa táng. Ngày 27 tháng 11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tại tỉnh Đồng Tháp cung cấp thêm thông tin về trường hợp bé gái còn thở nhưng đã được đưa vào nhà hỏa táng. Sự việc gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Theo đó, bé gái này được cho là hơn 4 tháng tuổi ở huyện Châu Thành, là trường hợp bệnh rất nặng với tiên đoán tử vong trong vài ngày sắp tới. Vào ngày 23 tháng 11, người nhà sau khi được bác sĩ giải thích tình trạng bệnh của bé đã xin cho bé xuất viện để đưa vào chùa tụng kinh siêu thoát. Tuy nhiên, gia đình sau đó không làm đúng như ý định ban đầu mà đưa thẳng bé đến nhà hỏa táng. Vào lúc 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện bé gái nằm trong quách còn thở thoi thóp nên đi báo công an. Bé gái sau đó được đưa trở lại bệnh viện, đến tối cùng ngày đã tử vong. Khi được hỏi, gia đình cho biết do lo sợ bé gái sẽ lây bệnh nên đưa đến nhà hỏa táng, chờ ngừng thở sẽ đưa vào lò hỏa thiêu. Kính thưa quý vị, một cụ ông ngộ độc pate minh chay đã tử vong ở Hà Nội. Bệnh nhân nam 70 tuổi từng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai do ngộ độc sau khi ăn pate minh chay đã tử vong tại nhà. Ngày 27 tháng 11, bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân đã cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền, ngộ độc nặng do ăn pate minh chay. Sức khỏe người bệnh chậm cải thiện sau khi điều trị bằng thuốc giải độc vào cuối tháng 8, sau đó thì có di chuyển xấu. Vì vậy, gia đình đã xin đưa về nhà và người bệnh đã tử vong tại nhà. Cùng nhập viện với ông là người vợ 68 tuổi cũng bị ngộ độc pate minh chay. Hiện nay sức khỏe của bà đã được ổn định. Trước đó vào tháng 8, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã cảnh báo khẩn cấp về pate minh chay vì gây ngộ độc cho nhiều người. Đây là dạng ngộ độc chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trong 30 năm qua. Vì vậy, không có huyết thanh hay là thuốc giải độc. Tổ chức Y tế Thế giới đã điều phối 12 lọ thuốc giải độc từ Thái Lan và Thụy Sĩ về Việt Nam để điều trị cho các bệnh nhân. Thức ăn có giòi được phát hiện trong bữa ăn của học sinh bán trú. Ngay sau khi nhận được phản ảnh của phụ huynh về việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường Thực nghiệm Khoa học Giáo dục Hà Nội, các cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành kiểm tra. Trước đó, vào ngày 25 tháng 11, đại diện của trường này được cho là đã xác nhận thông tin về việc phát hiện giòi sống bò trên khay thức ăn của học sinh bán trú trong trường. Nhiều phụ huynh đã rất bất bình và yêu cầu nhà trường hãy ngừng ký hợp đồng với công ty cung cấp suất ăn là công ty Hà Thành, đồng thời phải có phương án thay thế. Nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, chính quyền địa phương yêu cầu nhà trường phải thường xuyên kiểm tra toàn bộ hoạt động của bếp ăn bán trú nhằm phát hiện và ngăn chặn các sự việc tương tự. Kính thưa quý vị, một bản tin về giải trí cho biết cuốn phim về cuộc đời vinh quang và tai tiếng của Maradona, phim tài liệu Diego Maradona của đạo diễn Asif Kapadia tái hiện cuộc đời siêu sao bóng đá người Argentina với tài năng tai tiếng song hành. Huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời vào tối 25 tháng 11 vì đột quỵ tại nhà riêng ở thủ đô Buenos Aires, Argentina.
đạo diễn người Anh Asif Kapadia tưởng nhớ ông trên Twitter cá nhân, đồng thời nhớ về tác phẩm tài liệu khắc họa Một con người, một huyền thoại và một chiến binh. Phim được công chiếu tại liên hoan phim Cannes năm ngoái, tập trung khai thác giai đoạn mà Maradona chuyển từ câu lạc bộ FC Barcelona của Tây Ban Nha sang Napoli của Italy năm 1984 và kỳ World Cup năm 1986, ông mang về cúp vàng cho đội bóng quốc gia Argentina. Và nhóm nhạc BTS lần đầu được đề cử giải Grammy. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã cảm ơn người hâm mộ sau khi được đề cử Grammy 2021 nhờ bản hit Dynamite. Trong danh sách được Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Hoa Kỳ công bố tối 24 tháng 11, BTS lần đầu tiên được nêu tên. Nhóm nhạc Hàn Quốc cạnh tranh giải màn biểu diễn nhạc pop của nhóm bộ đôi xuất sắc với các nhóm nghệ sĩ gồm có Lady Gaga và Ariana Grande, Justin Bieber, Beyoncé dẫn đầu danh sách năm nay với 9 đề cử. Xếp phía dưới là Taylor Swift, Roddy Ricch cùng với Dua Lipa với 6 hạng mục. Brittany Howard, giọng ca của nhóm Alabama Shakes, gây bất ngờ khi có 5 đề cử với album solo đầu tay Jamie. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một buổi tối thật hạnh phúc và ấm áp. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.